Xin chào bà con. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với bà con một cái cách mà kỹ thuật trồng lúa dẫn đến cái năng suất kém của bà con ở tại vùng cao, đặc biệt là trong trồng lúa nước. Đây tôi đang có mặt ở một ruộng lúa tại khu vực thôn Tà Lạc Cáo, xã Xín Tình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ruộng lúa này gieo cấy được khoảng tầm 4 ngày và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cách khi mà bà con gieo cấy. Đây tôi sẽ nhổ một cây lúa lên. Từ đây là mặt đất ạ. Tôi sẽ cầm tay này để đánh dấu là độ sâu đấy. Vâng ạ, khi cầm lên đấy, tôi sẽ rửa qua. Như vậy, đây là một cái khóm lúa khi cấy và bà con cấy ở cái độ sâu rất là sâu. Ví dụ như là đây, tới 3 đốt ngón tay của tôi. Tới 3 đốt ngón tay. Và một cái khóm lúa này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rành lúa. Thế thì khi mà bà con cấy sâu như thế này thì sẽ dẫn tới cái hiện tượng nghẹt rễ, cây lúa sẽ lớn chậm hơn. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi cấy sâu như thế này thì cây lúa mất khả năng để nhánh. Dẫn tới là chỉ có được một bông lúa ở những cây mạ cắm xuống. Và điều thứ ba nữa, vì cây lúa không đẻ được nhánh, vì vậy mà khi một khóm lúa thì bà con sẽ phải cấy nhiều rành. Ví dụ như cái khóm lúa này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rành lúa. Thì 7 cây lúa này thì sẽ cho khoảng 7 đến 9 bông lúa là 7 đến 9 bông lúa là nhiều. Khi mà phải cấy nhiều rành như thế này thì nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng, một cái lãng phí nữa. Đó là cái việc mà lượng hạt giống gieo. Các bạn hình dung là đây là 7 hạt, 7 cây lúa, cây mạ. Thế thì phải ít nhất là phải có 7 hạt thóc được lấy mầm. Chúng ta chưa tính đến cái lượng thóc là lấy mầm bị thất thoát. Và chúng ta cũng chưa tính tới cái lượng mà hạt thóc này bị, khi mà nhổ mạ sẽ bị gãy gốc. Thế thì tính ra thì cái lượng thóc giống mà để được gieo cấy trên một ruộng diện tích là rất là cao. Chính vì vậy mà trong khi cấy lúa thì các kỹ thuật về trồng lúa người ta khuyến cáo rằng là lên cấy mạ lon và cấy lông, cấy thật lông tay để cho cây lúa có thể đẻ được nhiều. Và khi cây lúa được đẻ được nhiều thì chúng ta sẽ tiết kiệm được hạt giống. Và xin chúc bà con sẽ nắm được cái kỹ thuật trồng lúa này và áp dụng thành công vào trong sản xuất vụ lúa của chúng ta.